Chỉ biết nói một câu là nhìn nó to vật vã, rất là khủng bố. Và giới thiệu đến quý vị Dora Rogan. Roland chứ không phải Rogan. Rogan là của Anh mất rồi. Đây Roland. Roland. Đọc cứ nhầm là Rogan của Anh mất. Đây Roland. Em này thiết kế với lại một bát 40. Này, một bát 40. Một chung còi kèn. Chung còi tép kèn này. Đây hai tép nữa. Kèn nữa. Đấy. Đây là đôi Roland. Roland. À, thiết kế dòng loa chuyên karaoke nghe nhạc, hàng Nhật xịn luôn, chuyên karaoke nghe nhạc hội trường cũng như là ngoài sân vườn sân trời. Này các bác nhìn này, củ không thể xách một tay được đâu, em phải gạt, em phải nghiêng đấy, củ loa to nặng trịch luôn. Đấy, các bác xem này. Các bác xem, bác từ từ nhá, không đỡ được phải hai tay. Đấy, đây, rồi, đấy. Bác nhìn xem, úi dồi, tím lưng tay luôn. Đây là đôi loa Roland, chưa? Roland, model là C1238B, hàng made in Japan. Này. À, made in Japan Jordan chưa, thật là đẹp 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 như mới, bát 40 đấy. À, hai bên là hai tay sách, giá của em nó là 26 triệu, 26 triệu các bạn đấy. Bác nào thích karaoke chất em nó đây, 26 triệu chưa. Này, phía sau logo của em nó đây. Logo của em nó đây. Có nhìn chưa? À, made in Japan luôn. Roland. Tất cả xung quanh loa này là được bọc một lớp. Xung quanh loa được bọc một lớp da nỉ rất là đẹp. Xung quanh góc, tất cả các góc được ke bản lề, kè góc chống nứt vỡ và lề nhựa, tất cả góc luôn đấy. Còn đây các bác nhìn con kèn của nó này, con kèn vật vã luôn nào. Úi dồi, nhìn cái họng kèn thế nào đấy. Tiền nào của đấy các bác, nó xem này, chiều ngang của em nó này, chiều ngang của em nó là 33 phân. Đấy. 33 phân. Được. Đây, thùng vách của chiếc bên này cũng như vậy, còn rất là đẹp. Con này em để nguyên, em chưa khui hàng. Tất cả các góc cạnh này được ke hết. Ke. Ke và đinh tán luôn đây hết rồi. Nên xung quanh ngoài được bọc một lớp da. Chưa, đây là tay sách. Tay sách loa. À, con loa này dùng cho hội trường thì khỏi phải nghĩ các bác nhé. À, nhiều những cơ quan, đơn vị, nhà trường, hội có nghĩa là của địa phương hoặc cơ quan nào đấy chẳng hạn. À, bây giờ tất cả các địa phương đều có những nhà gọi là nhà văn hóa hoặc một số gia đình ấy. À, và một số nhà văn hóa cấp thành phố được rất nhiều anh có nghĩa là rất nhiều bà con hàng xóm ấy người ta đóng góp. Nhưng mà những cái bộ dàn nghe nhạc ở trong nhà văn hóa đấy để phục vụ cho bà con thì được lắp những cái bộ nó rất là rẻ tiền, nói thật luôn đấy. Có những bộ kiểu theo kiểu gọi là hỗ trợ, rồi là tóm lại là hỗ trợ làm theo kiểu cái gói là một cái gói hợp đồng ở đấy hỗ trợ, nên họ lắp những cái bộ dàn nó rất là kém đấy nhá. Và giải pháp có những các bác ở những nơi đấy là chỉ cần một đôi loa duy nhất thôi, chỉ cần duy nhất một đôi loa này, duy nhất đôi loa này nó sẽ đáp ứng được tất cả cho các bác, ví dụ như là văn hóa văn nghệ rồi là
tập tành hát hò cũng như là giải trí, rồi là đủ, nói chung là đủ các loại. Đây là đôi loa, dòng loa xịn này nó đáp ứng được các bác tất nhé. Cái củ loa này rất là nặng luôn, củ loa này không thể nhấc được một tay, chỉ nghiêng thế này được thôi, không thể nhấc được tay. Củ loa này bát 40 luôn nhé. Đấy các bác, ở bên trong này đây, phân tần của em nó, phân tần của em nó chưa. Đấy, đây là củ loa bát 40, phân tần của em nó, các bác nhìn chưa. Trên này là hai con tép. Để so với những đôi loa này, nhiều với các bác chơi âm thanh thì các bác dễ hiểu thôi, nhưng mà để với những người chưa chơi âm thanh thì các bác ấy chỉ nghĩ rằng là sẽ mua một đôi loa mới chứ không bao giờ mua đôi loa bãi. Và có các bác bây giờ bác mua một đôi loa mới hàng Trung Quốc đi, mà hàng loa Trung Quốc bát 40 này, ví dụ JBL Trung Quốc đi, thì các bác phải có trên 20 triệu rồi. Nhưng mà trên 20 triệu đấy nó không thể bằng một đôi loa xịn này được nhé, hàng Nhật này được, không bao giờ bằng được. Đấy, các bác cứ tham khảo. Giá của đôi loa này em đã báo rồi là 26 triệu bát 40 này, một bát 40 này, một chiếc còi này, hai con tép đây nữa, hai con tép còi đến nhỏ nữa. Về kích thước của loa thì em sẽ đo kích thước của loa luôn cho quý vị, cho quý vị biết là nó to tầm nào. Đưa lại chút nhé, em đo kích thước này. Về chiều ngang của loa này, chiều ngang của loa là 58 phân, chiều ngang là 58, chiều cao, chiều cao là 75, chiều cao 75, chiều sâu của loa, chiều sâu của loa là 46,5, chiều sâu của đôi loa này là 46,5. Họng kèn này đều đúc gang hết, tất cả đều được đúc bằng gang hết. Nhìn củ họng kèn, các bác nhìn củ họng này xem, đều được đúc bằng gang tất. Này, còn zin từ con ốc luôn, zin từ vùng vết. Chiều sâu của cái họng kèn này cho các bác xem, đo luôn chiều sâu của họng kèn nhé. Chiều sâu của cái họng kèn này xem nào, 34 phân. Chiều sâu họng kèn 34 phân, các bác nhìn này, chiều sâu họng kèn 34 phân, chưa, họng kèn 34 phân chiều sâu đấy. Đây là cái ê căng bên ngoài của em nó này, nó gần chiếc bên này em chưa tháo đấy, chưa tháo nhá. Quý vị có thể hoặc là các bác kinh doanh cà phê vườn, hoặc gia đình nhà nào, nếu những gia đình nhà nào có sân vườn rộng, hoặc là cái phòng khách nó rộng nhé, phòng khách rộng, thì chỉ có những đôi loa này mới đáp ứng được quý vị thôi. Chứ còn những đôi loa nhỏ nó không đủ công suất để đáp ứng cho quý vị đâu, bởi vì quý vị mở nó loãng loa, loãng âm thanh, rồi là có loa đến giờ cũng phá hỏng hết. Mà chơi những dòng loa bãi này thì cái chất bát nó ra nó mềm, nó êm, nó hay, chứ nó không thể như cái dòng, ví dụ quý vị có mua những đôi loa bé hơn thì bắt cố nó gào, có cái mồm nó bé thì không bao giờ nó gào to lên được, nói luôn như thế. Chứ nó mồm bé mà mua những dòng loa tàu thì nghe nó đau tai, nó chói tai nhé. Đây đấy, hôm nay em giới thiệu đến quý vị một trong những đôi loa gọi là chơi karaoke hoặc nghe nhạc. Con này nghe nhạc cũng hay chứ không phải nguyên karaoke quý vị nhé, nghe nhạc cũng hay bởi vì nó là dòng loa Nhật bãi xịn rồi, không có lý do gì mà không hay cả, nhạc cũng hay. Này, quý vị nhìn cái củ nó thế này cơ mà. Em quay báo cáo quý vị là quay ở trên điện thoại, cũng như mấy khách hàng lên lấy cái tủ đài, các bác bảo sao quay trong điện thoại nhìn nó nhỏ mà lên nó to này. Báo cáo quý vị ở ngoài em nhìn nó to 10 thì em quay cho điện thoại các bác chỉ nhìn nó còn khoảng 7 thôi nhé. Để cho quý vị cân đối. Nhiều quý vị xem clip của em thì lại thấy nghĩ thế, nên như ví dụ như các bác hôm nay bác mua cái tủ đài lên, bác bảo nhìn thêm tưởng cứ nhét được vào xe ô tô, về không nhét được đâu. Báo cáo quý vị đây, em quay cái củ loa bình thường vào trong điện thoại em nhìn thấy nó bé lắm, nhưng ở ngoài nó to lắm. Có nghĩa ở ngoài em nhìn 10, trong điện thoại nó chỉ còn khoảng 6-7 thôi, 7 chưa được 7. Nhưng các bác phải biết là nó rất là to nhé, 40.
con này 40 mà tính cả vành nó còn to nữa. Thế nên chính vì thế nên các bác nhìn cái cảm giác em quay điện thoại cho các bác nhìn ấy. Đây. Màu xịn hết. Màu zin bao xịn, bao chất luôn. Đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn cái côn của nó trong kia. Cái côn đường kính côn trong kia nó miệng nó phải bằng cái bát con ấy. Đấy, đó là toàn bộ cái clip em đã khui hàng giới thiệu đến là quý vị đôi loa, phải nói là dòng loa chuyên karaoke và nghe nhạc. Hàng xịn nhé, made in Japan. Hàng xịn made in Japan. Giá của đôi loa này là 26 triệu. Em nó đáp ứng được tất cả các nhu cầu. Quý vị là có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Em trân trọng cảm ơn.